mùa một câu chuyện cuộc sống nghe xong được cả núi bài học ý nghĩa những câu chuyện cuộc sống dưới đây sẽ mang đến cho người nghe rất nhiều những bài học hay và ý nghĩa dù bận rộn đến đâu đi chăng nữa quý vị và các bạn cũng nên dành chút ít thời gian để nghe nhé câu chuyện thứ nhất đồng tiền và mạng sống ngày xưa tại một nước nọ có một vị vua tên là nhân lực một hôm trong lúc đi săn, tình cờ nhà vua ghé ngang qua một tháp Phật. Ngài sinh tâm hoan hỷ nên đã cúng dường năm xu. Vô tình có một người đi ngang qua trông thấy, bèn vỗ tay tán thán và khen ngợi. Hay thai phước lành, hay thai phước lành. Nhà vua nghe qua, tưởng người đó cố ý chăm chích mỉa mai mình cúng dường quá ít, nên tức quá cho quân lính bắt hắn ta và ra lệnh xử trảm vì mang tội khi quân. Người đó sợ quá, xin phép nhà vua cho được trình bày nguyên nhân, dù có chết cũng cam lòng. Được, nhà ngươi cứ nói, nếu đúng sự thật thì ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Dạ muôn tâu bệ hạ, con từ khi làm lại cuộc đời, làm mới lại chính mình, mỗi khi thấy ai cúng dường, con đều hoan hỷ tán thán công đức tốt lành Dạ xin bệ hạ cho phép con được nói tiếp. Cách này ba năm về trước do con hiểu biết thấp kém và sai lầm. Con nghĩ rằng chết là hết, không có nhân quả nghiệp báo, không có đời sau. Vì ham muốn hưởng thụ nhiều và đam mê chơi bời trác tán, nên con đã hành nghề cướp giật của thiên hạ. Có lần con chặn một người đi đường, anh ta đang mang bị hành lý trên vai. Con liền tước đoạt lấy kiểm tra kỹ ngoài hai bộ đồ chẳng còn thứ gì. Nhưng lạ thay, anh ta luôn nắm chặt bàn tay lại như khu vật gì quý giá lắm. Con bèn dùng dao uy hiếp anh ta, bảo thả tay ra thì mới an toàn mạng sống. Anh ta nhất quyết không chịu buông tay ra. Cuối cùng, con phải đánh anh ta bất tỉnh. Và khi mở bàn tay ra, chỉ vỏn vẹn cốt một đồng xu. Con cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng về hành động tàn bạo của mình. Chỉ có một đồng xu nhỏ, về mà anh ta thả chết chứ không chịu buông tay ra. Từ đó, con ăn năn hối cải, sám hối lỗi lầm, quyết dứt khoát từ bỏ con đường lầm lỗi cướp giật. Và sau này, nếu thấy ai làm việc phước thiện, con đều tán thán khen ngợi hết lòng, không kể là người giàu hay nghèo. Nhà vua nghe qua liền tha tội chết cho anh ta câu chuyện thứ hai hai trăm lạng bạc vào khoảng thời gian đời nhà minh ở phủ thường châu giang tô một gia đình nọ có ba anh em trai người anh cả tên là lữ ngọc anh thứ hai là lữ bảo em út là lữ trân con trai của lữ ngọc tên là hỷ nhi vào năm sáu tuổi đi chùa chơi với người bạn hàng xóm sau đó biệt tâm một đi không trở lại Lữ Ngọc và vợ là Vương Thị tìm kiếm mỏi mắt cũng không thấy con đâu. Lữ Ngọc vô cùng đau buồn từ biệt vợ quyết định đi khắp nơi buôn bán. Mục đích chủ yếu là để tiện dò tìm tung tích của con trai Hỷ Nhi. Mấy năm sau, vào một đêm nọ, Lữ Ngọc đi tới Trần Lưu. Tại một quán trọ, ông nhặt được một túi bạc. Mở ra coi thì thấy có tới khoảng chừng 200 lạng bạc lữ ngọc thầm nghĩ người mất của tìm không được nhất định sẽ rất buồn nó không chừng cửa nát nhà tan cổ nhân dạy nhìn thấy tiền không nhặt không nhặt của rơi thì ấy là tích phúc đức ta phải ở đây chờ người mất của đến tìm để trả lại cho họ nghĩ vậy lữ ngọc ở lại quán trọ đợi một ngày đêm nhưng vẫn không thấy người đến tìm đâu không còn cách nào ông đành phải tiếp tục lên đường. Lại đi đến Túc Châu. Ở đây, ông gặp một người tên là Trần Chiêu Phụng và hàng huyên trò chuyện buôn bán với ông ta. Trần Chiêu Phụng thở dài kể rằng lúc mình ở Trần Lưu đã đánh mất một túi vải. Trong túi vải có 200 lạng bạc. Lữ Ngọc hỏi túi vải như thế nào? Kết quả so với cái ông nhặt được không sai chút nào. Lữ Ngọc không do dự, liền đem túi bạc trả lại cho Trần Chiêu Phụng. Trần Chiêu Phụng mừng rỡ, muốn chia một phần bạc để trả ơn Lữ Ngọc. Nhưng Lữ Ngọc một lòng kiên quyết từ chối không nhận. Thế vậy Trần Chiêu Phụng vô cùng cảm kích, mời Lữ Ngọc về nhà mình chơi. Lúc hai người đang uống rượu và hàng huyên trò chuyện, Trần Chiêu Phụng nói rằng ông có cô con gái lớn, muốn cùng Lữ Ngọc kết làm thông gia. Lữ Ngọc lúc này nước mắt rơi như mưa. Kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện con trai bị thất lạc. Trần Chiêu Phụng thở dài một tiếng rồi nói. Nhà ta có đứa bé trai, là mấy năm trước thấy có người mang bán, ta bỏ ra ba lạng bạc mua về để giúp việc nhà. Bây giờ cậu bé khoảng 13 tuổi, vậy ta muốn cho cậu bé đi theo đỡ đần huynh, cũng coi như là báo đáp ân nghĩa của huynh vậy. Trần Chiêu Phụng gọi cậu con trai kia lên. Lữ Ngọc nhìn thấy vết sẹo trên mắt trái của cậu bé thì rất lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì khi Hỷ Nhi 4 tuổi cũng bị vết sẹo trên mắt trái do bị ngã. Ông liền hỏi cậu bé. Cậu là người ở nơi nào? Ai bán cậu đến đây? Cậu bé trả lời. Cháu chỉ nhớ mang máng là cha tên là Lữ Đại. Nhà còn có hai người chú nữa. Hồi nhỏ, bị người ta lừa bán đến đây. Lữ Ngọc nghe xong, ôm lấy cậu bé mà kêu lên. Ta chính là cha ruột của con. Không nghĩ tới sao bao năm thất lạc, ta lại có thể gặp nhau ở đây. Chứng kiến cảnh cha con Lữ Ngọc gặp nhau, Trần Chiêu Phụng vô cùng vui mừng. Lữ Ngọc đứng dậy bái tạ Trần Chiêu Phụng. Tiểu Nhi nếu không có người tốt bụng chăm nuôi, thì sau hôm nay cha con tôi có thể gặp lại nhau đây. Trần Chiêu Phụng vợ nói là do Huynh đức độ trả lại tiền nhặt được nên trời đã dẫn Huynh đến đây để cha con được đoàn tụ. Vậy là hai nhà quyết định hứa hôn. Trần Chiêu Phụng lấy ra 20 lạng bạc tặng cho hai cha con làm lộ phí đi đường. Sáng sớm hôm sau, cha con Lữ Ngọc cáo từ Trần Chiêu Phụng rồi lên đường. Khi đi đến một con sông, thì nghe thấy tiếng người kêu cứu Thì ra là có một con thuyền gặp nạn Khiến cho bao nhiêu người Bị rơi xuống sông Ở trên bờ Có một nhóm người đang muốn mượn Cái thuyền nhỏ ra cứu vớt người đuối nước Nhưng chủ thuyền Lại cứ đòi trả thù lao Đang tranh cãi không thôi Lữ Ngọc nghĩ bụng Cứu người một mạng Còn hơn xây tòa tháp bảy tầng Trong tay ta vừa có đủ 20 lạng bạc tại sao không thưởng cho người chèo thuyền bảo hắn ra cứu người nghĩ vậy lữ ngọc nói với người chủ thuyền mau cứu người nếu cứu được hết ta sẽ thưởng cho các người hai mươi lạng bạc nghe xong mọi người và chủ thuyền lập tức cùng đi ra cứu người trong chốc lát cuối cùng tất cả đã được cứu xong rồi lữ ngọc phân phát bạc cho mọi người những người được cứu đều đến cảm tạ lữ ngọc trong đó có một người nhìn Lữ Ngọc kêu lên, "Anh cả, sao lại ở đây?" Lữ Ngọc vừa nhìn liền nhận ra đó chính là người em Út Lữ Trân. Là ông trời đưa ta đến cứu đệ. Lữ Ngọc đem kể lại đầu đuôi câu chuyện nhặt được tiền cho em trai nghe. Lữ Ngọc hỏi, "Em vì sao lại đến đây?" Lữ Trân nói, "Từ sau khi anh đi mấy năm, có người nói anh bị chết ở sân Tây, chị dâu đã để tang anh rồi. Dạo này, anh hai cứ ép chị dâu tái giá, chị dâu không chịu. Anh mau nhanh về nhà, kẻo lỡ mọi chuyện muộn mất. Lứa Ngọc nghe xong, lập tức bảo chủ thuyền, chèo thuyền cả ngày lẫn đêm, tốc tốc về nhà. Chuyện là, người em thứ hai là Lứa Bảo, lòng dạ bất thiện. Nghe nói có người quá vợ ở Giang Tây, đang muốn lấy vợ kế liền đến mặt cả việc gả chị dâu cho hắn. Người kia đồng ý trả cho Lửa Bảo 30 lạng bạc. Lửa Bảo lấy bạc xong rồi nói với người kia. Chị ta có chút cố chấp, nói nhẹ nhàng vẫn không chịu. Vì thế tối nay hãy bố trí người mang theo kiệu hoa lặng lẽ đến nhà ta. Không cần nói gì, chỉ nhìn ai đang để tan chồng thì đó là chị ta. Cứ bắt đưa lên kiệu rồi mang đi trong đêm luôn. Ta sẽ đi nơi khác tới sáng mới về, coi như không hay biết gì. Lữ Bảo sợ rằng chị dâu không chịu nên vẫn giữ kín chuyện. Mãi đến gần tối hôm ấy mới bảo vợ mình là Dương Thị đến khuyên bảo chị dâu. Dương Thị nói với chị dâu Phương Thị rằng Chồng em đã gả chị cho một người ở Giang Tây rồi, chập tối nay họ sẽ đến đón dâu, chị hãy chuẩn bị một chút. Vương Thị khóc lên, chồng ta dù chết ta cũng phải thấy tận mắt. Ta nhất định phải đợi tam thúc trở về xem thực hư như thế nào. Sao ta lại khổ vậy? Dương thị đến khuyên tới khuyên lui, vương thị nhất quyết vẫn không nghe theo, rồi nói Ta bây giờ vẫn đang mang búi tóc chịu tan, làm sao có thể tái giá? Dương thị nghe xong vội vã đi tìm búi tóc khác thay cho vương thị. Cũng là số trời, tìm mãi không thấy, nên vội lấy búa tóc chịu tang của mình đổi cho Phương thị theo phong tục thì búa tóc chịu tang của vợ khác với búa tóc chịu tang của người thân đến chập tối người dân tây kia dẫn đèn lồng kiệu hoa đi đến lữ gia mở cửa xong vào nhà thấy người đang mang tang chồng liền bắt lên dương thị la lên không phải ta nhưng người đến rước dâu cứ theo kế hoạch đã bàn từ trước mà làm đưa dương thị lên kiệu mang đi Sáng sớm ngày hôm sau, Lữ Bảo trở về. Vừa vào cửa, nhìn không thấy vợ mình đâu, mà chỉ thấy chị dâu trên đầu đội búa tóc tan của vợ mình. Trong lòng hoài nghi, vội vã hỏi. Vương Thị kể lại chuyện Dương Thị đổi búa tóc tan cho mình. Lữ Bảo đắm ngực, kêu than tự trách mình. Ban đầu định bán chị dâu, ai ngờ cuối cùng lại bán chính vợ mình. Hắn oán thang bước ra cửa, thì thấy có bốn năm người tiến đến. Không phải là ai khác chính là anh cả, Lữ Ngọc, em út Lữ Trân và cháu trai Hỷ Nhi bước vào. Lữ Bảo không mặc mũi nào gặp họ, vội ra phía cửa sau chạy ra khỏi nhà, không biết đi đâu. Vương Thị thấy chồng, lại thấy con trai lớn đã về nhà thì vui mừng không xiết. Vương Thị kể lại chuyện người dân tay cướp em châu. Lữ Ngọc nói, ta nếu tham hai trăm lạng bạc phi nghĩa kia có thể nào phụ tử lại được gặp nhau. Nếu luyến tiếc 20 lạng bạc, huynh đệ nào có thể tương phùng? Nếu không gặp huynh đệ thì sao mà biết được tin tức của gia đình? Hôm nay gia đình được đoàn tụ đều là thiên ý cho phép, nghịch đệ bán vợ cũng là tự làm tự chịu, bị trời quả báo, quả nhiên không sai. Từ đó về sau, gia đình nhà Lữ Ngọc càng làm nhiều việc thiện sau đó con gái của Trần Chiêu Phụng và Hỷ Nhi kết thân, hai nhà kết thông gia, con cháu đầy đàn. Nhiều đời sau có rất nhiều người đổ đạt thành danh tận hưởng phú quý. Câu chuyện thứ ba, thay đổi tướng mạo. Một người bán dầu tên là Bùi Độ, đời vua hán cảnh đế, nghèo khổ lang thang. Được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì có hai đường gân chạy xéo từ cằm lên mép miệng ấy là tướng ăn xin đầu phố đối khổ mà chết ngày kia bùi độ gặp một thiếu nữ ngồi khóc bên giếng sâu hỏi ra sự tình thì mới biết thiếu nữ mang vàng đi để chuộc tội oan cho cha chẳng may bị đánh rơi xuống giếng ai cũng nói dưới giếng có con trăng to thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn tự phẫn. bùi độ thương tình nghĩ mình trước sau cũng chết đói nên liều mạng leo xuống tìm được vàng cho thiếu nữ nhờ đó gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế một lần gặp lại thầy tướng số kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của bùi độ đã biến mất mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ quả đúng vậy sau này thiếu nữ tên ngọc Hà đền ơn dạy học cho bùi độ rồi kết bái phu thi sau mất thư với phụ thân. Cha nàng kể nhờ bạn bè tiến cử Bùi Độ. Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng do nhân khác. Trên bước đường tiến quan, anh ghé vào thăm người xem tướng cũ để tạ ơn, nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói. Anh tức giận bỏ đi. Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, lôi kéo cưỡng bức các cô gái đẹp bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi độ sợ hãi trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một mỏm đá. Cái phước của bùi độ xuất hiện do tâm niệm liều mạng tìm vàng cứu cô gái. Phước đó lớn đến nỗi chuyển hẳn tướng mạo và số mệnh, giúp anh có được công danh vinh hiển. Nhưng rồi tư cách tầm thường, tham dục đã phá vỡ phúc đức gây dựng được, cái nghiệp vốn có lại trở về. Như vậy, tứ mạo tùy thuộc vào đức và nghiệp chứ không cố định giúp người hành thiện ấy chính là đạo lý quan trọng của việc cải biến vận mệnh câu chuyện thứ tư nước mắt hạt tiên cái kết cho kẻ vô ơn có một chàng trai trẻ được thừa hưởng gia tài lớn từ người cha quá cố để lại thế nhưng anh ta lại vô cùng lười biếng không lo làm ăn cả ngày chỉ nằm dài hưởng thụ vì thế chẳng mấy chốc mà của cải tiền bạc trong nhà đã bị tiêu hất sạch thậm chí anh ta còn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất quá tuyệt vọng chàng trai muốn tìm đến cái chết để kết liễu cuộc đời mình anh ta đi đến hộ nước sau núi rồi từ từ trầm mình xuống mới đầu nước chỉ ngập đến đầu gối dần dần đến ngang bụng rồi bắt đầu tràn cả vào mũi này chàng trai mới cảm thấy sợ hãi liền cuống cuồng bơi ngược vào bờ lên bờ rồi anh ta thở hổn hển trong khi nhớ lại giây phút nguy hiểm ban nãy rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh sống không được chết cũng chẳng xong của mình mà bật khóc hồ nước này vốn là nơi nghỉ chân của đàn hạt tiên nghe thấy tiếng khóc một con hạt tiên bay lại chỗ chàng trai và hỏi sao anh lại ngồi khóc ở đây ta nợ người ta một khoản tiền rất lớn không thể trả nổi chủ nợ cho người đến đồi còn dọa dẫm ta ta không còn cách nào khác đành phải tự tử để được giải thoát thôi chàng trai buồn bã nói anh chớ dại làm như vậy sinh mạng này quý giá biết bao cho nên nhất định phải tiếp tục sống hôm nay gặp anh coi như cũng là duyên số ta sẽ ban cho anh một món quà Nói rồi hạt tiên liền dùng mỏ lấy từ dưới lớp lông cánh của mình ra một viên ngọc quý vừa to vừa sáng. chàng trai mừng rỡ cảm ơn hạt tiên rồi đem ngọc vào thành bán. sau đó chẳng những trả hết nợ mà còn trở thành phú ông nổi tiếng khắp vùng. vài tháng sau trong cung có lệnh của vua truyền ra công chúa lâm trọng bệnh chỉ có trái tim hạt tiên là phương thuốc chữa trị duy nhất ai có thể dâng lên trái tim hạt tiên cứu sống công chúa thì sẽ được chọn làm phò mã biết được tin chàng trai bèn vội vã đến hồ nước kia hét to gọi hạt tiên hạt tiên ơi ngươi ở đâu ta có việc nguy cấp hãy mau ra giúp ta chẳng bao lâu sau hạt tiên nổi lên từ giữa lòng hồ nó đi lại phía chàng trai mà không hề cảnh giác khi tưởng rằng anh ta thật sự đang gặp khó khăn, cần mình giúp đỡ. Ai ngờ khi nó vừa bước lên bờ, liền bị mắc vào bẫy lưới đã dăng sẵn dưới chân. Chàng trai vội vàng túm lấy chiếc lưới để đem đó về thành, chuẩn bị dâng lên vua. Hạt tiên kinh ngạc hỏi, anh đang làm gì vậy? Ta đem người nộp cho vua để lấy trái tim người cứu sống công chúa. Nếu như vậy, ta sẽ trở thành phò mã của vương quốc này. Hàng tiên nghe vậy, nó buồn bã và thất vọng, đến mức nước mắt rơi lã chả xuống mặt đất. Thế nhưng kỳ diệu thay, những giọt nước mắt đó trong phút chốc liền biến thành những viên hồng ngọc rực sáng. Chàng trai mừng rỡ, lần trước chỉ một viên ngọc mà anh đã trở thành phú ông, chắc mỏng phen này phải dạo to nên vội cú xuống nhặt ngọc. Không ngờ tay phải của anh ta vừa chạm vào ngọc quý đã bị dính chặt vào đó anh ta lấy tay trái để gỡ ra nhưng kết quả là cả hai tay đều bị dính lại viên ngọc vẫn cứ nằm im bất động trên mặt đất nhấc lên cũng không được đá nó cũng không lăn nhân lúc đó hạt tiên xoay sở tìm thoát khỏi lưới rồi vỗ cánh ba đi mất còn chàng trai cứ mặc sức dãy dụa kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cuối cùng kiệt sức chết đói bên bờ hồ đây là điển hình cho những kẻ vô ơn qua cầu rút ván những kẻ ăn quả mà không biết nhớ đến kẻ trồng cây như vậy sớm muộn cũng sẽ phải nhận quả báo thích đáng câu chuyện thứ năm cái giá của sự tức giận một bà cụ có tính tình cao có thường xuyên nổi giận vì những việc nhỏ nhặt hơn nữa mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc vô tình đã làm tổn thương nhiều người vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè đều không được hài hòa bà ta cũng biết khuyết điểm của mình mong muốn sửa lại lỗi lầm thành tật này nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được tâm mình một hôm một người đã nói với bà chùa gần đây có một vị thiền sư cũng là vị cao tăng tại sao bà không đến xin lời chỉ dạy biết đâu thiền sư có thể giúp được cho bà bà ta cũng cảm thấy có lý đã đến tham vấn với thiền sư khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình bà ta có thái độ rất thành khẩn rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư đó vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể chờ cho bà ấy nói hết mới dẫn bà ta vào một thiền phòng sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên. Cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư hình như không nghe thấy lời nào. Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói qua một hồi rất lâu cuối cùng trong thiền phòng cũng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta nữa thì lúc này phía ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi bà còn giận không thế là bà ta giận dữ trả lời tôi chỉ giận tôi tôi hối hận sao phải nghe lời người khác tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của ngươi thiền sư ôn tồn nói kể cả chính mình bà cũng không chịu buông tha thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ nói xong thiền sư lại im lặng sau một thời gian im lặng thiền sư lại hỏi bà ta trả lời hết giận rồi tại sao hết giận tôi giận thì có ích gì không phải vẫn bị ông nuốt tôi trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao thiền sư nói với vẻ lo lắng bà xử sự, sự kiểu này càng đáng sợ hơn đấy bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn nói xong thiền sư lại quay đi lần thứ ba thiền sư quay lại hỏi bà ta bà ta trả lời tôi không giận nữa ông không xứng đáng để tôi giận thiền sư nói cái gốc tức giận của bà vẫn còn bà cần phải thoát ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã sau một hồi lâu bà ta đã chủ động hỏi thiền sư bạch thiền sư ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không thiền sư bước vào vẫn không nói chuyện chỉ có động tác như vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay lúc này thì bà ta hình như đã hiểu thì ra mình không bực tức thì làm gì có tức tối giận hờn tâm địa trống không không có một vật gì thì làm gì có tức tối trong lòng không có bực tức thì làm sao có cơn giận thật ra tức tối không những tự làm cho mình khổ đau và những người xung quanh cũng theo đó mà buồn lòng lúc tức tối tức giận không gì ngăn cản cái miệng buông lời quái ác một số lời lẽ trong đó có thể làm đau lòng người nghe thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm mình nhất niệm sân tâm khởi bách vạn chướng hung khai chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nảy sinh cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình tức tối là hết là hành vi của kẻ ngu muội tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh nhưng tối thiểu chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình là một con người ngu dại. Xem nhẹ hơn mọi sự việc không như ý, đồng thời tìm thấy ích lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi như ta tưởng, cũng không phải khốn khó như ta đã gặp. Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu. Câu chuyện thứ sáu Hai con chó sói Hai ông cháu ngồi trên tảng đá bên một dòng suối chảy róc rách dưới ánh mặt trời. Đứa cháu nói Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe đi. Ừ, người ông nói để ông kể cho cháu nghe về câu chuyện của hai con chó sói. Khi chúng ta lớn lên có đôi khi chúng ta cảm thấy như là có hai con chó sói đang chiến đấu với nhau để giành lấy quyền điều khiển ở bên trong chúng ta. Cháu có thể hình dung con chó sói thứ nhất với bộ lông màu xám bề mại, có ánh mắt hiền từ và có nụ cười dịu dàng. Nó là con chó sói hiếm khi nhe hạm răng ra và sẵn lòng đứng yên để cho những con chó sói nhỏ đút thức ăn. Chúng ta có thể gọi con chó sói này là con chó sói của sự yên bình, của tình thương yêu và sự tử tế. Bởi vì con chó sói này nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta sống hòa bình với nhau thì mọi loài động vật và mọi người sẽ được hạnh phúc hơn nhiều. Đối với con chó sói này, tình thương yêu là quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Cháu thấy đấy, nó biết rằng không có tình thương yêu thì thế giới loài người và loài vật sẽ không thể nào tồn tại. Bởi vì người mẹ thương yêu con nên mẹ chăm sóc cho con cho con ăn mặc áo quần cho con ru con ngủ và bảo vệ con khỏi những mối hiểm nguy chúng ta đến với thế giới này như một hành động của tình thương yêu và chúng ta trưởng thành nhờ vào tình thương yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta tất cả chúng ta đều muốn được thương yêu và cuộc sống của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng được phong phú hơn khi chúng ta thương yêu mọi người và được mọi người thương yêu. Còn con sói ấy cũng dường như biết rằng lòng tốt là một phần của tình thương yêu ấy. Khi chúng ta tử tế với người khác thì họ cũng thường đối xử tử tế với chúng ta. Mỉm cười với người khác và rất có khả năng họ sẽ mỉm cười đáp lại mình. Hãy giúp đỡ mọi người và người mà cháu giúp đó có thể sẽ giúp lại cháu lúc cháu cần sự giúp đỡ những con chó sói có nét hơi giống với loài người và chúng sống thành bầy đàn chúng tụ hợp với nhau và thường thì chúng cảm thấy tốt hơn khi tụ hợp với nhau trong sự hòa hợp và thân thiện nhưng người ông nói tiếp hãy hình dung có một con chó sói khác ở trong đàn và nó không nghĩ giống như vậy con chó sói này thật đê tiện và có vẻ mặt kinh tởm nó co rút hai cái môi của nó lại. Những lúc nó nghi hàm răng ra để đe dọa các con vật khác. Những lúc nó làm như vậy thì thường những con vật khác cảm thấy sợ nó hơn là thương yêu và tôn trọng nó, bởi vì đây là con chó sói của sự lo sợ, tham lam và căm ghét. Có lẽ nó bị đe dọa và e sợ, vì thế nó luôn phòng vệ thật là không may cho nó nó không thể hiểu được rằng nếu nó tỏ ra giận dữ và hung hăng đối với người khác nếu nó nghĩ về những người hay những điều nó căm ghét thay vì nghĩ về những người và những điều mà nó thương yêu thì nó sẽ tạo nên nhiều cảm nghĩ xấu ở trong bản thân nó và cả trong những con chó sói khác con chó sói này chỉ biết nghĩ cho nó mà thôi ngược lại con chó sói của sự yên bình lòng thương yêu và tử tế thì quan tâm đến hạnh phúc và sự lành mạnh của những con sói khác cũng như của chính nó như cháu có thể tưởng tượng hai con chó sói như thế trong bầy có thể tranh đấu với nhau để chứng tỏ con nào chiếm được thế thượng phong con chó sói của sự bình yên lòng thương yêu và tử tế muốn chia sẻ những giá trị mà nó có với những con chó sói khác nhưng còn có số của sự lo sợ, tham lam và căm ghét, vì nghĩ cho chính nó, tự nó cảm thấy không tốt và bỏ mặt những con chó sói mà nó cảm thấy không tốt ở xung quanh nó. Chúng ta hãy tiếp tục hình dung, người ông nói tiếp, hai con chó sói như thế đang chiến đấu với nhau trong lòng chúng ta. đứa bé ngước nhìn ông với đôi mắt mở to, thế thì con nào sẽ thắng thưa ông? cậu bé sốt sáng hỏi. Người ông nhìn xuống với đôi mắt hiền từ, giọng nói nhỏ nhẹ rồi trả lời. Cháu cho con nào ăn thì con đó sẽ thắng. Câu chuyện thứ bảy Câu chuyện về anh Bần và anh Cùng Có hai người bạn thân, một anh tên Bần, một anh tên là Cùng, gia cảnh rất nghèo khó túng thiếu. Một hôm, hai anh nghe người ta đồn bồ tát quán thế âm đang về phương nam rất linh ứng ai cầu gì muốn gì cũng đều được toại nguyện hai anh mừng quá vì bấy lâu nay sống trong nghèo khổ thiếu thốn khó khăn nay được bồ tát về cứu độ nên vội vã thu xếp việc nhà rồi cùng nhau khăn gói lên đường trên đường đi hai anh vô tình lượm được bọc hành lý của ai đánh rơi và liền mở ra xem Thật hết sức bất ngờ, trong một hành lý toàn là vàng, làm hai anh chối cả mắt. Không ngờ Bồ Tát quá linh ứng. Hai anh ghé lại một miếu hoang gần đó nghỉ ngơi và cùng vàng với nhau. Chúng ta lượm được vàng là nhờ Bồ Tát linh ứng cho thấy, bây giờ chúng ta phải mua gì về để cúng tả lễ. Anh ở lại dọn dẹp miếu sạch sẽ, còn tôi thì ra chợ mua đồ anh bần lãnh nhiệm vụ đi chợ mua đồ về cúng tại lễ. Anh cùng ở lại dọn dẹp miếu sạch sẽ. Trên đường đi ra chợ, anh bần chợt khởi lên lòng tham muốn quá độ. Tự nghĩ, xưa nay gia đình quá nghèo khổ, nếu chia hai số vàng thì ổn biết chừng nào vì mất đi một nửa. Nếu hưởng trọn số vàng thì có thể xây nhà cao cửa rộng để cho con cháu có chỗ ở đầy đủ. Sau đó mở một công ty kinh doanh thì chắc chắn sẽ giàu to. Nghĩ vậy đắc ý nên anh liền mua một gói thuốc độc cho vào thức ăn rồi vui vẻ quay trở về miếu. Không ngờ anh cùng trong lúc quét dọn cũng nổi lên lòng tham quá đáng, muốn chiếm đoạt hết cả số vàng. Anh chủ động tìm một khúc cây lớn rồi núp phía sau miếu chờ anh bần về đập chết. Anh bần không biết tai họa sắp đến nên hí ha hí hững mừng thầm trong bụng vừa đi vừa hát nghêu ngao. Vừa về tới miếu, chưa kịp nói gì đã bị đập cho mấy hèo chết ngay liền tại chỗ. Số vàng bây giờ đã nằm hết trong tay anh cùng. Anh yên chí, chén hết rượu thịt có sẵn rồi về nhà sau không muộn. Nào ngờ, rượu thịt có độc, vàng chưa lấy được đã hóa ra người thiên cổ. Hai người vì lòng tham muốn quá đáng mà cuối cùng phải chịu chết thê thảm. Câu chuyện thứ 8 Tu hành không phải là buông bỏ, mà là để hiểu lẽ hoán đổi. Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau. Đệ tử Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không? Sư phụ không đúng. Đệ tử Rõ ràng có câu buông bỏ tất cả đi thôi. Sư phụ Buông bỏ tất cả để làm gì? đệ tử đúng thế đệ tử cũng thấy rất nghi ngờ đệ tử thấy phật giáo luôn nhìn vấn đề tiêu cực nhiều người hỏi đệ tử nếu mọi sự đều buông bỏ thì lấy đâu ra tiền quần áo mọi người đều không làm việc thì thế giới này sao có thể tồn tại sư phụ mọi sự buông bỏ thì dẫn đến sụp đổ cái gì cũng không buông bỏ thì cũng dẫn đến sụp đổ đệ tử như vậy phải làm thế nào sư phụ thay thế và hoán đổi đệ tử nhờ thầy chỉ rõ cho con sư phụ con có thể kêu một người ăn mày cam tâm cho con số tiền đang nắm chặt trong tay họ không đệ tử không thể được sư phụ con có thể dùng hòn sỏi đổ lấy số tiền trong tay người ăn mày không đệ tử con nghĩ không được sư phụ tại sao đệ tử vì tiền đáng giá hơn sư phụ vậy nếu dùng vàng để đổi thì sao đệ tử vậy thì được sư phụ tại sao đệ tử vì vàng đáng giá hơn sư phụ vì thế cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi nguyên nhân khiến người ta không buông bỏ là việc không giành được thứ tốt hơn. Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, còn sẽ buông bỏ được con dao mổ. Dùng bố thí thay cho giành dực, còn sẽ buông bỏ được lòng tham. Dùng tín ngưỡng thay cho hư vô, còn sẽ buông bỏ được nỗi trống rỗng. Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt, còn sẽ buông bỏ được cố chấp. Dùng chính niệm thay cho tạp niệm còn sẽ buông bỏ được ngông cuồng, dùng nhẫn nại thay cho báo thù, còn sẽ buông bỏ được giận dữ, dùng yêu thương thay cho tham lam, còn sẽ buông bỏ được đau tim. Tu hành không phải là buông bỏ mà là để hiểu lẽ hoán đổi. Câu chuyện thứ chín, ba lần tám là mấy? Khi khổng tử chu du liệt quốc. Một ngày, ngài gặp hai người thợ săn đang tranh cãi đến đỏ cả mặt. Sau khi hỏi lý do, khổng tử mới biết họ đang tranh luận một vấn đề nhỏ về số học. Người thợ săn lùng nói 8 lần 3 là 24, trong khi người thợ săn cao nói là 23. Hai bên đều khăng khăng là mình đúng và tới mức gần đánh nhau. Cuối cùng, họ quyết định phải có một thánh hiền phân giải và người thắng sẽ được tất cả thú săn. Hai người nghe nói khổng tử là một thánh hiền, do đó họ lập tức nhờ ngài phán xét. Khổng tử nói người thợ săn lùng phải cấp thú săn cho người thợ săn cao. Người thợ săn cao chiến thắng và vui mừng rời đi. Người thợ săn lùng tất nhiên không phục. Anh ta hỏi trong giận dữ. Ba lần tám là hai mươi bốn. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều đó. Ông là một thánh hiền vì mà ông nghĩ nó là hai mươi ba ông chỉ có hư danh. Khổng tử cười đáp, anh nói không sai, ba lần tám là hai mươi bốn, và đây là một chân lý mà ngay cả đứa trẻ cũng biết. Nếu anh biết chân lý và giữ nó, thì như vậy là đủ rồi. Tại sao anh lại tranh luận với một người ngốc về một vấn đề đơn giản như thế? Người thợ săn lùng như bừng tỉnh ra, khổng tử vỗ vào anh ta và nói, cá nhân này tuy được thú săn, nhưng anh ta ngốc nghếch cả đời còn anh tuy thua cuộc nhưng đã có một bài học sâu sắc sau khi nghe xong người thợ săn lùng gật đầu lia lịa tỏ vẻ bội phục cảnh giới tinh thần của khổng tử chân lý tuy cần giữ vững nhưng không nên tranh biện đối diện với sự thật dối trá rồi cuối cùng sẽ bị giải thể do vậy khi bị chỉ trích hay hiểu lầm chúng ta không cần phải quá mất công giải thích hay biện luận tốt hơn là lùi một bước và dùng tâm thái bình hòa để đối đãi bởi vì chân lý cũng như vàng kim chôn trong đất nó sẽ tỏa sáng rực rỡ dù sớm hay muộn câu chuyện thứ 10 hãy để mọi việc tự nhiên trời vừa hoàng hôn một thanh niên vẻ mặt bực bội chạy lên núi gào thét kinh động đến một vị thiền sư đang ngồi thiền vì thiền sư hiền lành chậm rãi đi đến, nở nụ cười hồn hậu, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Người thanh niên kể, sau rất nhiều năm tháng gian khổ, tôi đã được giữ một chức phụ tương đối ở công ty. Tôi cũng đã có bạn gái, nhưng mà bây giờ thì tất cả đã mất hết rồi. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông chủ lạnh nhạt với tôi, thậm chí ông ấy còn bắt tôi phải hướng dẫn cho một nhân viên mới được tuyển dụng. Hằng ngày, tôi đều phải chịu áp lực rất lớn. Còn bạn gái, sau khi biết tôi khó khăn, đã nói lời chia tay. Lý do là cô ấy không chấp nhận một người không thể lo được cho cô ấy một cuộc sống giàu sang. Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Thiền sư lặng lẽ ngồi bên người thanh niên, chăm chú nghe. Người thanh niên hậm hực kể tiếp. Tôi đã làm cho ông chủ này 8 năm liền, vậy mà ông ấy chỉ nói một câu bắt tôi rời đi. Còn bạn gái lúc mới lên thành phố này không qua nương tựa tôi đã giúp đỡ và chăm sóc cô ấy vậy mà người thanh niên ngẹn lời đôi mắt như có lửa cháy bừng bừng thiền sư đưa tay vỗ nhẹ lên vai người thanh niên rồi kéo anh ta đi lên đỉnh núi những cơn gió mát lạnh dường như, như làm nguôi ngoai phần nào sự bực bội trong lòng người thanh niên khiến anh ta bình tĩnh hơn thiền sư dựng bước đưa hai tay ra bắt lấy bông liễu ba ngang qua trước mặt. Những bông liễu nhẹ nhàng mà ngang bướm không chịu nằm yên trong bàn tay thiền sư. Người thanh niên lặng lẽ nhìn thiền sư với vẻ khó hiểu. Ha ha, ta già rồi, không bắt được những bông liễu này nữa rồi. Thiền sư cười nhẹ rồi quay sang bảo người thanh niên. Trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc nhưng không phải thứ gì chúng ta cũng đều bắt được. Nếu đã bắt không được, chi bằng hãy tiễn đưa chúng một đoạn đường, để chúng sống được càng tốt đẹp và đặc sắc hơn, và cũng để cho chính bản thân mình được an bình thoải mái hơn. Nói đoạn, thiền sư buông bông liễu đang giữ trong tay ra. Bông liễu bay trong gió, dến mặt trời càng trở nên xinh đẹp hơn. Người thanh niên đứng lặng một lúc, bỗng nhiên anh ta mỉm cười cúi người bái biệt thiền sư và quay xuống núi câu chuyện thứ mười một năm từ làm thay đổi số phận hai thanh niên một ngày nọ hai nhân viên đang bị nhiều áp lực ở chỗ làm việc nên quyết định cùng nhau tìm tới một ngôi chùa thanh tĩnh trong vùng mong tìm chút khuây khỏa khi gặp được một vị sư phụ một trong hai người nói thưa đại sư chúng con ở nơi làm việc hay bị ức hiếp quá thống khổ cầu xin ngài chỉ bảo chúng con có nên xin nghỉ việc ở đó hay không vị sư phụ không trả lời chi chỉ khẽ nhắm mắt trầm tĩnh và lắng động sau một hồi lâu ông cuối cùng cũng mở lời nhưng chỉ nói đúng năm từ bất quá nhất oảng phạn tạm dịch chẳng qua chỉ là một bát cơm sau đó ông phất phất tay ra ý bảo hai người rời đi. Sau khi hai người trở lại công ty, một người trong đó lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định trở về quê hương làm ruộng. Người còn lại tiếp tục ở lại công ty. Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua, người trở về quê hương làm ruộng, luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước, lấy môi trường thân thiện làm phương thức kinh doanh. Kết quả của sự cần cù cố gắng là đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp. Còn vị ở lại công ty cũng trải qua nhiều thay đổi. Anh ta đã tự mình điều chỉnh bản thân cho phù hợp, cố gắng tận tâm trong công việc, nên dần dần được coi trọng, được thăng cấp lên làm quản lý. Đến ngày kia, hai thanh niên ngày nào lại có cơ hội hợp mặt. Vị chuyên gia nông nghiệp nói: thật là kỳ lạ. Lão sư phụ ngày trước nói chỉ có một câu bất quá nhất oảng phạn năm chữ này tôi nghe xong liền hiểu ngay chẳng qua cũng chỉ vì một bát cơm thôi sao phải miễn cưỡng ở lại công ty mà không rời đi cho nên tôi đã xin nghỉ việc ngay sau đó anh ta hỏi người quản lý tại sao khi đó anh lại không nghe theo lời nói của sư phụ vậy người quản lý vừa cười vừa nói tôi nghe xong sư phụ nói chẳng qua chỉ là một bát cơm nên mỗi khi phải chịu nhiều sự khinh bỉ chịu nhiều rắc rối tôi chỉ cần nghĩ cùng lắm cũng chỉ là để kiếm miếng cơm ăn cho nên dù ông chủ nói bất kể điều gì khó chịu chỉ cần mình bớt hờn giận bớt so đo là được rồi lão sư phụ không phải là có ý này sao một ngày khác cả hai lại đến thăm vị sư phụ dĩ nhiên lão sư phụ có chút già đi ông ngồi trước mặt hai người lắng nghe câu chuyện rồi bỗng trầm tư từ từ nhắm mắt lại cũng sao một chốc rồi thốt ra câu bất quá nhất niệm gian ý là chẳng qua chỉ là sai khác ở một niệm lão sư phụ không nói gì thêm nữa lại nhẹ nhàng phút phúc tay ra hiệu cả hai nên rời đi hai người nhìn nhau mỉm cười dường như trong lòng đã sáng tỏ